Hello and welcome back to English One. And I'm very happy to teach you in the video from today. Xin chào bác em và chào mừng bác em đã đến với chương trình Mẹ lớp 1 và anh rất là vui khi được tiếp tục đồng hành với bác em trong chương trình ngày hôm nay, trong bài học ngày hôm nay. Và ở tiết phố 1 và tiết phố 2 chúng ta đã cùng nhau học về một số từ vựng. Và trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào phần ngữ pháp, được chưa? About em ạ. Nào, you're going to perform the talk. Bác sẽ phần 5 ở cùng nhau nói để mà tìm hiểu ở một số cái mẫu câu ngữ pháp mới mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình, trong bài số 1 này, được chưa? Nào, bác em hãy, đầu tiên là bác em cần phải học một số vài cấu trúc mới để mà làm tốt cái nhiệm vụ và cùng nhau luyện nói được không nào? Được chưa? Người ta có câu là học phải đi đôi với hành, tức là lý thuyết cũng không thể nào thiếu đi thực hành được, được chưa? Rồi, nếu mà lý thuyết phun thôi là không tốt đâu, được chưa? Tôi cũng phải từng phải thực anh cũng cần phải thực hành đấy em ạ, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số mẫu câu mới. Mẫu câu thứ nhất đó giới thiệu về bản thân, hi phải I am hoặc là giọng viết tắt là am cộng với tên, hello am cộng với tên. Am chính là giọng viết tắt của I am, được chưa? Giống như he is hoặc she is, nhưng mà cái này cũng có phạm vi bác, được chưa? Và chúng ta chỉ tìm hiểu về phạm cơ bản thôi. Đó, hello, I'm Quang. Hi, I'm Quang, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một mẫu câu nữa đó. Hi, vậy pen, chấm, am, và quay pen, được chưa? Đó là lời xin chào, sau đó mình sẽ phải giới thiệu bản thân mình, đúng không? Before example, hi, Bill, I'm bà. Chào Bill, tôi là bà, được chưa? Rồi chúng ta sang mẫu câu tiếp theo. Đó, mẫu câu chỉ một vật nào đó. Thì ví dụ muốn nói đây là cái gì, what is this, thì chúng ta sẽ trả lời là if cộng vụ o hoặc am, và đây là một danh từ cộng với danh từ chỉ một phần vụ nào đó, và danh từ thì có hiệu là now. Ok, for example, if a book, if a book đây là một quyển sách, đúng không nào? Rồi các em sẽ cùng nhau thực hành giới thiệu bản thân mình. Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh nhé, look at the picture, và sẽ nhìn vào bức tranh. Ở bức tranh thứ A đó là nếu if you are bà, what you want, what you, what will you say? Nếu tôi là, nếu bạn là ba thì ba em, nếu em là ba thì em phải nói gì ạ? Em phải nói gì nào? À, if I am bà, I will say, nếu tôi là ba thì tôi phải nói hi, I'm bà, xin chào, tôi là ba. Next one, in picture B, you can see, in picture B, I will say, hi, I'm Bill. Ở bức tranh B thì anh sẽ nói, đây là, xin chào, mình là Bill. Next one, we need to practice about show something. Để chúng ta sẽ thực hành chỉ một vật nào đó, được chưa? Đây là cái gì, đây là cái gì, đúng không? Ok. For example, in picture A, we will say, if a book. Bức tranh A chúng ta sẽ cùng nhau nói đó là đây là một quyển sách, đúng không nào? In picture B, we will say, if a ball. Bức tranh B chúng ta sẽ nói đó là quả bóng, đúng không nào? Now, you're going to perfect look and white. Và sẽ, chúng ta sẽ cùng nhau tham bằng 6 đó, nhìn vào viết, được chưa? Thì chúng ta bây giờ chúng ta chưa thể nào viết bằng, nên chúng ta sẽ cần phải luyện viết chữ in, được chưa? Để mà làm tốt, được chưa? Ba. Thì chúng ta sẽ điền tô vào các ví chỗ này, và sau khi thì chúng ta sẽ điền vào các từ chỗ điền vào phiếu chợ, và trước khi mà điền vào, trước khi bây giờ khi làm bài tập thì tôi sẽ hướng dẫn, đó là đối với tên viêm như là ba và Bill thì chúng ta sẽ điền vào, sẽ lấy chữ bờ hoa, còn lại đều danh từ chung, tức là đều là những danh từ thì chúng ta sẽ ghi là bờ thường nhá. Chữ, bởi vì nhiều người thường nhầm là bâu bâu thì nó, nếu mà nó đứng ở đầu bâu thì chúng ta mới cho bờ hoa thôi, còn nếu mà không ở trong, không ở đầu bâu thì chúng ta phải cho bờ thường, được chưa? Nào, and this is the answer. Bây giờ đây chính là đáp án mà anh muốn chỉ cho các em, được chưa? Và chúng ta phải thấy ba là viết bờ hoa, bill cũng là viết bờ hoa, ball là một quả bóng là viết bờ thường, book là một tổ viết bằng bờ thường, đúng không? Ok. Now you are going to perform thing. Bây chúng ta sẽ sang phần 7 đó, cùng nhau hát nào, được chưa? Hi, I'm Bar. Hi, I'm Bill. Hi, Bill. I'm Bar. Hi, Bar. I'm Bill.
phiên chào P là 3, phiên chào P là bill, chào bill P là 3, chào 3 P là bill. Bây giờ anh sẽ em cùng nhau mở cho các em nghe nhé. Đây thì P nó hơi bé một chút nhưng mà mong các em thông cảm một chút. Và chúng ta cần phải phá bớt để và có thể là ổn định được một chút trật tự, được chưa? May bài tập cũng ít thôi, nó không có phiền nhiều cả, được chưa? Now you go to part 5, part 7, sing. Chúng ta sẽ vào phần 7, đó cùng nhau hát. Thì chúng ta sẽ luyện cùng nhau luyện các kỹ năng đơn giản. Chúng ta sẽ hát, lần đầu tiên chúng ta hát đi ạ. Rồi chúng ta sẽ vòng nhau xem nhé. Bên này perfect không còn to nữa. Nào. Now you try to think. Bây giờ anh sẽ thử hát một bài hát nhé. Hi, I'm Bob. Hi, I'm Bill. Hi, Bill, I'm Bob. Hi, Bob, I'm Bill. Ok, bây là anh thử hát thôi nhá. Còn nếu mà để tự hát thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện được không các em ạ? Em nhỏ. Rồi chúng ta sẽ nghe lần nữa và coi như là để luyện dần từng câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, tôi sẽ cùng vũ các bạn. Phương mà hết nhanh hết nhỉ? Mới có vài phút thôi mà đã hết rồi ạ. Mới có vài phút thôi mà đã hết nhanh hết nhỉ? Rồi sao hết nhanh nhỉ? Rồi tôi sẽ không sử dụng cái loại băng này nữa. Tôi sẽ xóa nó luôn. Hi, I'm ba. Hi ba, I'm Bill. Hi, hi. Hi, I'm ba. Hi, I'm Bill. Hi, Bill, I'm Ba. Hi, Ba, I'm Bill. Hi, I'm Ba. Hi, I'm Bill. Hi, Bill, I'm Ba. Hi, Ba, I'm Bill. Okay, now sing with me again. Hi, I'm Ba. Hi, I'm Bill. Okay, now open up your
Workbook for me, please. We will do exercise 4. Nói chung mở phải bài tập ra, bác sẽ làm bài tập số 4. Em nhắc. Look and watch them say. 1. 3. 2. Book. 3. Bill. And 4. Ball. So we have end with unit 1 and 11 today. Now we have to figure bài here. Vậy chúng ta kết thúc bài số 1 và toàn bộ bài ngày hôm nay. Bây giờ cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ phải nói là tạm biệt đây rồi. Nào, goodbye. Tạm biệt và chào, hẹn gặp lại trong bạn học lần sau.